Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu nhận định, có thể không báo cáo nhưng ngành y tế vẫn phải nắm được số ca mắc COVID-19 thì mới chống được dịch. Kiến nghị mạnh tay với những F0 cố tình ra đường. Chuyên gia lý giải nguyên nhân ớn lạnh, lạnh run sau khi tiêm vaccine COVID-19. Nhu cầu test nhanh xét nghiệm bùng nổ trên cả nước. Bộ Y tế quyết định giảm giá 30%, khuyến khích dân tự chủ động phát hiện bệnh. Bất chấp việc ngành giáo dục liên tục kêu gọi quay trở lại trường, đại đa số gia đình vẫn cho rằng đây không phải là thời điểm phù hợp khi dịch COVID-19 đang bùng quá mạnh. Sau Hà Nội đến lượt Vĩnh Phúc dừng việc quay lại trường. Bộ Y tế cảnh báo thực trạng đưa thuốc trị COVID-19, máy tạo oxy, kit xét nghiệm đã qua sử dụng về Việt Nam để bán kiếm lời. Ngành y tế luôn luôn phải thống kê và nắm được số ca mắc, chỉ là có công bố số liệu trên hệ thống hay không. Không nắm được số ca mắc thì sẽ không chống được dịch. Vâng thưa quý vị, đó là nhận định được Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu đưa ra trong bối cảnh nhiều địa phương có dấu hiệu là ngó lơ việc kiểm đếm số ca mắc. Trong khi đó, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga cũng nhấn mạnh rằng hiện có tình trạng biết mình là F0 nhưng vẫn đi làm. Cơ quan chức năng cần làm thật nghiêm, xử lý hình sự những trường hợp này. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của hai vị chuyên gia liên quan đến những bất cập cần cải thiện trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong phần sau của chương trình. Trước tiên thì mời quý vị điểm qua thật nhanh những thông tin cũng rất đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Nhu cầu test nhanh xét nghiệm bùng nổ trên cả nước, Bộ Y tế quyết định giảm giá 30%, khuyến khích dân tự chủ động phát hiện bệnh. Thưa quý vị, đây là lần thứ 3 trong 2 năm qua Bộ Y tế điều chỉnh giá xét nghiệm COVID-19. Hiện Bộ Y tế chưa giải thích lý do lần điều chỉnh này. Tuy nhiên, nhiều người đánh giá có thể là do nhu cầu xét nghiệm test nhanh bùng nổ trên cả nước do dịch đang diễn biến vô cùng phức tạp. Việc giảm giá thành có thể khuyến khích người dân tự tầm soát, chủ động phát hiện bệnh. Cụ thể, với test nhanh, mức thanh toán không quá 78.000 đồng một xét nghiệm. Trong khi đó, mức thanh toán hiện hành là 109.700 đồng một xét nghiệm, tức là giá mới giảm khoảng 30%. Với xét nghiệm bằng kỹ thuật real-time PCR, giá thanh toán tối đa không quá 501.800 đồng một xét nghiệm mẫu đơn, giảm 16.600 đồng so với giá hiện hành. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Bất chấp việc ngành giáo dục tiếp tục kêu gọi quay trở lại trường, đại đa số gia đình đều cho rằng đây không phải là thời điểm phù hợp khi dịch COVID-19 đang bùng quá mạnh. Sau Hà Nội, đến lượt Vĩnh Phúc dừng việc quay trở lại trường. Vĩnh Phúc hỏa tốc tạm dừng học trực tiếp đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở, chuyển sang học trực tuyến kể từ ngày 21 tháng 2 cho đến khi có thông báo mới. Riêng với các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tiếp tục duy trì dạy học trực tiếp. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, số lượng F0 đang tăng nhanh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng với dự báo về việc không khí lạnh tăng cường trong những ngày tới đây gây rét đậm, rét hại và mưa ở khu vực Bắc Bộ cũng như Bắc Trung Bộ, bất chấp việc ngành giáo dục liên tục kêu gọi các gia đình cho học sinh quay trở lại trường, đại đa số người dân vẫn giữ quan điểm đây chưa phải thời điểm thích hợp. Số lượng học sinh đi học luôn ở mức thấp. Đã có những lớp chỉ ghi nhận một vài học sinh đi học do lo ngại dịch COVID-19. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Chuyên gia lý giải nguyên nhân ớn lạnh, lạnh run sau khi tiêm vaccine COVID-19. Thưa quý vị, theo tiến sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, tình trạng bị rét run do rối loạn chức năng điều nhiệt có thể xảy ra ở một số người sau khi tiêm vaccine COVID-19. Lý do khi kháng nguyên của virus dính vào, cơ thể đáp ứng quá mức dẫn đến ảnh hưởng chức năng này hoặc là ảnh hưởng tới một số tuyến trong cơ thể, khiến chúng làm việc không như bình thường. Tuy nhiên tỷ lệ có rét run hoặc là những triệu chứng bất thường sau tiêm vaccine thấp hơn rất nhiều so với người mắc COVID-19. Lý do là khi nhiễm thật thì lượng virus vào rất nhiều, nguy cơ xuất hiện triệu chứng hậu COVID-19 cũng cao hơn. Trong khi với vaccine thì lượng kháng nguyên đưa vào được kiểm soát liều lượng. Ông Thái cũng cho rằng sau tiêm vaccine, các triệu chứng này được coi là ít gặp và đã được thống kê trong danh sách các phản ứng không mong muốn sau tiêm. Phần lớn chỉ gặp ở người có cơ địa miễn dịch đặc biệt, đáp ứng quá mức khi gặp chất lạ hoặc kháng nguyên. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu nhận định, có thể không báo cáo nhưng ngành y tế vẫn phải nắm được số ca mắc COVID-19 thì mới chống được dịch. Kiến nghị mạnh tay với những F0 cố tình ra đường. Thưa quý vị, suốt thời gian vừa qua đã có rất nhiều ý kiến cho rằng việc thống kê số ca mắc COVID-19 hàng ngày là không còn nhiều ý nghĩa. Song từ góc độ chuyên gia, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu
nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khẳng định rằng việc thống kê là không thể thiếu. Bởi dựa trên số liệu thống kê, các cơ quan y tế, cơ quan chức năng sẽ đánh giá được diễn biến dịch đang theo xu hướng như thế nào. Và chính dựa vào những số liệu này, cơ quan chức năng sẽ có giải pháp ứng phó kịp thời. Chuyên gia Phu phân tích, việc thống kê để tránh tình trạng không nắm bắt được diễn biến dịch. Bên cạnh đó còn tính đến khả năng có chuyển biến mới hay là xuất hiện biến thể mới của virus nữa. Về khía cạnh bệnh truyền nhiễm, ngành y tế luôn luôn phải thống kê và nắm được số ca mắc, chỉ là có công bố số liệu trên hệ thống ca bệnh hay không. Không nắm được số ca mắc thì sẽ không chống được dịch. Và cũng bày tỏ lo ngại về việc ngành y tế nhiều địa phương đang ngó lơ kiểm đếm số ca mắc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, hiện nay tại nhiều tỉnh thành, F0 không khai báo vì lo ngại ảnh hưởng tới công việc và thu nhập của mình, nên nhiều F0 không triệu chứng vẫn đi làm, giao tiếp bình thường. Do vậy, ngành y tế hoặc các đơn vị, các cơ quan phải có biện pháp xử lý nghiêm, thậm chí báo công an xử lý hình sự khi nhân viên là F0 nhưng không khai báo. Tuy nhiên, theo chuyên gia Nga, muốn người bệnh tự giác khai báo thì trước nhất, các cơ quan y tế hỗ trợ phát thuốc phải đầy đủ cho người bệnh. Thế nhưng hiện nay, y tế cơ sở đều đang quá tải. Đây thực sự là một vấn đề quan trọng cần phải giải quyết khắc phục trong thời gian tới. Và trước thực trạng nêu trên, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga cũng đưa ra lời khuyên rằng số ca mắc trong cộng đồng có thể rất cao và con số công bố chính thức chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Cơ bản hiện nay, người dân có thể tự test và tự theo dõi sức khỏe. Người bệnh chỉ cần nhập viện khi triệu chứng trở nặng và nguy hiểm. Tuy nhiên, người dân cần nhớ là phải báo cáo, hỗ trợ ngành chuyên môn nắm được tình hình dịch. Qua đó thì mới có biện pháp can thiệp cần thiết. Xin được chuyển sang nội dung cuối cùng. Bộ Y tế cảnh báo thực trạng đưa thuốc trị COVID-19, máy tạo oxy, kit xét nghiệm đã qua sử dụng về Việt Nam để bán kiếm lời. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, một số đối tượng đã cố tình tìm cách đưa vào thị trường Việt Nam rất nhiều mặt hàng liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, an toàn, như là bộ đồ bảo hộ chống dịch, khẩu trang y tế, thuốc điều trị COVID-19, máy tạo oxy, kit xét nghiệm COVID-19, nước sát khuẩn, găng tay y tế đã qua sử dụng, gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch, đồng thời ảnh hưởng lớn đến lòng tin của người tiêu dùng với ngành y tế. Và trước tình hình này, Bộ Y tế đề nghị tăng cường công tác thanh kiểm tra, nhất là tại các địa bàn trọng điểm dễ xảy ra việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của Tin tức Sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.